chào các bạn, tôi là Đấu Moi đây. Tôi mở một tiệm cắt tóc ở một khu vắng vẻ. Chả hiểu sao ngày xưa tôi lại thông minh như vậy. Nhưng cũng may, tôi vẫn có thể kiếm đủ tiền để sống qua ngày nhờ những vị khách vãng lai. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện rùng rợn mà tôi đã trải qua, nhưng đến hôm nay cái cảm giác ấy vẫn rất rõ nét với tôi. Vào một đêm mưa to gió rét, tôi đang ngồi xem Super Idol. Bài này rất là nổi tiếng lúc đấy. Xem xong, tôi tắt tivi chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên đèn trong phòng chớp tắt, những âm thanh kỳ quái từ xung quanh cũng phát ra. Căn phòng đang đóng cửa nhưng tôi cảm thấy lạnh buốt sau gáy như có những cơn gió quỷ dị thổi qua. Tivi lúc này tự nhiên bật lên phát một đoạn phim mà tôi không biết nó từ kênh nào nữa. Tôi đứng im bất động vì sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn vào chiếc tivi. Hình ảnh này có vẻ quen quen, hình như nó là cái giếng cạnh nhà. Rồi bỗng nhiên, từ trong giếng, một cái bóng trắng với mái tóc đen dài từ trong giếng từ từ bước ra. Đang làm gì đó? Tôi sợ quá nhưng không thể nào hét lên được, miệng của tôi cứng đờ ra. Miệng tôi đã lắp bắp được nhưng lúc này tôi chỉ biết nói úm ba la xỉ bùa, úm ba la xỉ chung. Sau đó thì cái bóng đó, hay đúng hơn thì là con ma, bay sát đến chiếc tivi. Tôi không biết bằng cách nào mà cái bóng ma ấy đã ra khỏi được tivi và đứng ngay trong căn nhà của tôi. Con ma đó lao đến gần phía tôi vội vàng phi thân lên chiếc ghế ở đó. Con ma vẫn không chịu buông tha tôi. Nó hỏi tôi rằng có muốn đi cùng nó không? Đi chơi không? Lúc này tôi càng hoảng sợ hơn, mồ hôi tôi tuôn ra như tắm. Trong đầu tôi và cả căn phòng lúc này chỉ toàn là một bầu không khí đáng sợ bao trùm. Và rồi... Dạ, tìm em có hớp đầu đinh, cắt đầu môi và đầu ba giá. Nếu như anh sợ ba má thì em chảy cho anh 5 năm. Nhưng mà anh hơi dâm, em sẽ cắt anh đầu xoay bát. Còn nếu như anh mát mát á, cạo chui lũi luôn. Cảm ơn anh nhé. Tết này có tóc mới rồi. Emotional damage. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, tuy rằng nó rất ngắn. Ai từ gấu hài hước vừa lúc qua đây thì nhắn dùm mình bảo nó nhanh nhanh mà làm thêm video cho các bạn xem đi. Các bạn xem mà thấy hay đã là một sự ủng hộ rất lớn đối với mình rồi.